Tháng 7 âm lịch là tháng đáng sợ nhất trong năm. Theo quan niệm dân gian, đây là giai đoạn với đủ những điều kiêng kỵ, tránh làm những việc lớn hay thậm chí những việc nhỏ nhất cũng phải để ý đến từng chi tiết một. Thông thường, cứ vào dịp này hàng năm, mạng xã hội lại bắt đầu chia sẻ hàng tá những điều không nên làm trong tháng 7 âm lịch. Đơn cử như không đi chơi đêm vào tháng cô hồn, không nhặt tiền lẻ rơi, không gọi tên người khác vào ban đêm, không hù dọa người khác, vân vân. Tất nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, hàng tá những thứ kiêng kỵ đó cũng dần được phiên phiến đi. Nhưng có những điều người ta vẫn truyền tay nhau bắt buộc phải làm vì nó đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân. Quan niệm về tháng cô hồn xuất phát từ văn hóa, đạo giáo của người Trung Quốc. Họ truyền tay nhau rằng cứ đầu tháng 7 âm lịch, Diêm Vương sẽ cho mở quỷ môn quan để quỷ đói được trở về nhân gian. Vào tháng này, các vong linh từ cõi âm sẽ được thả tự do, lang bạt khắp nhân gian và đem đến nhiều điều xui rủi, rắc rối cho người trần. Để tránh những vận đen đó, người Trung Quốc thường cúng cháo, gạo, muối để cô hồn không quấy nhiễu. Thậm chí người Trung Quốc cổ còn bày đàn tế ma quỷ, thả đèn trôi sông nhằm chỉ lối dẫn đường cho ma quỷ bị chết oan từ nhiều kiếp trước bước qua cầu Nại Hà để đầu thai. Do ảnh hưởng của thời kỳ đô hộ nên tục lệ cúng cô hồn tại Việt Nam vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, đi kèm cả những kiêng kỵ được truyền lại. Còn trong văn hóa Phật giáo, tháng 7 âm lịch còn là tháng Vu Lan. Nó bắt nguồn từ câu chuyện Đại Đức Mục Kiền Liên, một trong hai đại đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật đã tu luyện thành công nhiều phép thần thông. Mẹ ông là bà Thanh Đề sau đó qua đời. Mục Kiền Liên muốn biết mẹ giới như thế nào nên dùng mắt phép nhìn khắp trời đất để đi tìm. Ông tìm thấy mẹ mình vì tạo nghiệp ác trên dương gian mà bị đầy thành quỷ đói. Thương mẹ bị cơn đói khát hành hạ khổ sở, ông đem cơm xuống đến địa ngục để dâng mẹ. Tuy nhiên, vì đói khát lâu ngày, sợ những con quỷ khác tranh cướp nên mẹ của ông phải dùng lấy một tay che bát cơm để các cô hồn khác không đến cướp. Khi thức ăn được đưa lên miệng, chúng lại hóa thành lửa đỏ. Đại Đức đành thỉnh cầu Đức Phật để tìm cách cứu mẹ. Phật Thích Ca căn dặn, nghiệp của mẹ ông không thể giải cứu, chỉ còn cách chờ chư tăng mười phương để cung thỉnh, sắm sửa cúng vào ngày rằm tháng 7. Mục Kiền Liên làm theo lời Phật dạy cứu thoát được mẹ khỏi kiếp nạn. Sau này, ông trở thành hình tượng của đạo hiếu trong Phật giáo. Nhờ câu chuyện của Mục Kiền Liên Bồ Tát, Đức Phật đã dạy chúng sinh hãy báo hiếu cha mẹ theo cách của Ngài. Từ đó, tháng 7 âm lịch hàng năm được coi như tháng Vu Lan để con cháu báo đáp công ơn, dưỡng dục từ ông bà, cha mẹ. Có thể thấy trong văn hóa, đạo giáo và Phật giáo, địa ngục luôn được nhắc đến với những hình ảnh rất đáng sợ. Nơi đây có những con quỷ đói, những người bị đầy đọa vì tiền kiếp gây ra quá nhiều nghiệp chướng. Trong các nền văn minh khác nhau, luôn tồn tại những địa ngục khác nhau. Thần thoại Hy Lạp có thần Hades, người anh của thần Zeus, được nắm quyền cai quản địa ngục. Trong thần thoại Bắc Âu, chúng ta được biết đến nữ tử thần có tên Hela, cai quản địa ngục Niflheim. Còn trong văn hóa phương Đông, địa phủ được cai quản bởi Diêm Vương, người được coi là chúa tể của địa ngục. Diêm Vương vốn không phải là hình tượng xấu xa như nhiều người thường nghĩ. Trong quan niệm của Phật giáo, vị vua cai quản địa ngục nhưng vẫn sống có đạo lý, có quy y cửa Phật. Diêm Vương và Ma Vương là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nhưng thường xuyên bị nhầm lẫn bởi Ma Vương là kẻ phỉ báng thánh thần, gieo rắc tội ác. Diêm Vương là tín lý xuất phát từ Ấn Độ, sau được truyền qua Trung Quốc, kết hợp với các biện sự từ đạo lão của người Trung Hoa, sản sinh ra thuyết Diêm La Thập Điện. Tức là dưới địa phủ sẽ có 10 vị vua có trách nhiệm phán xét các tội ác khác nhau của loài người theo thứ tự từ nhất điện đến thập điện. Diêm Vương là người đứng đầu thập điện, trực tiếp liên hệ với Ngọc Hoàng và chịu trách nhiệm ra phán quyết linh hồn đó có được đầu thai hay sẽ phải chịu sự trừng phạt vì tạo nghiệp từ tiền kiếp. Theo quan niệm, khi một người giã từ trần thế, thần xác của họ sẽ ở lại nơi dân gian, phần hồn sẽ được hai vị công sai áp giải đến địa phủ. Trong Phật giáo, hai vị công sai này là Ngưu Đầu, Mã Điện. Còn theo đạo giáo, đó là hai vị hắc bạch vô thường. Hình tượng về hai vị sứ giả này đã xuất hiện rất nhiều trong các bộ phim truyện điện ảnh với ý nghĩa tương phản giữa đêm và ngày. Khi được áp giải về địa phủ, linh hồn của người chết sẽ đi qua thập điện. Tùy vào tội lỗi của mỗi linh hồn mà họ sẽ bị xét xử, chịu hình phạt riêng trong từng điện. Điện thứ nhất trong thập điện có tên là Tần Quảng Vương. Điện này chuyên điều khiển việc khỏe mạnh, ốm đau, sinh tử của trần gian. Người làm nhiều việc thiện sau khi đi qua điện này có thể được đầu thai. Người vừa có công vừa có tội sẽ được chuyển đến điện thứ 10 do Diêm Vương phán xử, sau đó được đầu thai ngược nữ thành nam, còn nam thì chuyển thành nữ. Người làm nhiều việc ác sẽ bị áp giải đến đài cao, có một chiếc gương để nhìn rõ mọi việc tốt xấu từng làm trên trần thế, sau đó linh hồn sẽ được áp giải đến điện thứ 2. Điện thứ 2 có tên là Sở Giang Vương, là người trực tiếp phán xử tội ác từng gây ra của linh hồn. Tương truyền, điện này sẽ xét xử những người làm điều gian dâm, sát sinh. Linh hồn sẽ phải trải qua các tiểu ngục với những hình phạt như bỏ đói, bỏ vô cố say sắt, chặt khúc cho chó sói ăn thịt, vân vân. Sau khi chịu hết hình phạt, linh hồn sẽ được dẫn giải sang điện thứ 3.
Tam Điện được cai quản bởi Tống Đế Vương cũng bao gồm 16 tiểu ngục với những hình phạt khắc nghiệt như đục xương, lột da, treo ngược, đập đầu gối, v.v. Điện này chuyên phán xử những ai trên trần gian phạm tội hỗn láo với bề trên, chuyên gây sự bất hòa, phải chịu hình phạt. Tứ Điện do Ngũ Quan Vương cai quản, chuyên phán xử những kẻ trốn nộp thuế gian thương trên trần thế. Những linh hồn phạm tội này sẽ được đưa vào các tiểu ngục với những hình phạt như đổ nước sôi vào sưng mặt, đổ thuốc độc, xiên thịt, v.v. chịu đủ hết những đầy ải linh hồn được dẫn qua điện thứ 5. Diêm La Thiên Tử vốn là người cai trị điện thứ nhất, nhưng vì thương người chết oan nên hay trả hồn về dương thế. Ông bị giáng xuống cai quản ngũ điện. Điện này không phán xét một loại nghiệt oan ở riêng biệt, mà hình phạt cũng không khắc nghiệt như những điện trước. Tội phạm ở đây phải chịu sự dày vò về mặt cảm xúc, bị nhốt lại trong ngục với cảnh buồn chán đau khổ không gì bằng. Hết kỳ hạn chịu phạt, linh hồn sẽ được chuyển đến địa thứ 6, Lục Điện, do Biện Thành Vương cai quản, sẽ bao gồm 16 tiểu ngục và những hình phạt đau đớn tột cùng về mặt thể xác. Những người trên trần thế oán thán số phận, trộm cắp, đầu cơ tích trữ sẽ phải chịu những hình phạt như ngựa đạp, quỳ trông, nhốt trong hầm phân. Thất Điện được Thái Sơn Vương cai quản, chuyên để trừng trị kẻ ác đào trộm mồ mả trên dân gian, rời bỏ người thân thích, những hình phạt ở đây vẫn là những màn hành xác trước khi được chuyển qua điện thứ 8. Bát Điện do Đô Thị Vương cai quản, trị những kẻ bất hiếu, không những phải chịu sự dày vò về thể xác, linh hồn hết kỳ hạn chịu khổ điện này sẽ được giải đến điện thứ 10 và không được đầu thai, muôn kiếp trở thành loài súc sinh. Còn nếu không phạm những tội này, linh hồn được chuyển đến Cửu Điện. Cửu Điện của Bình Đẳng Vương trị những kẻ giết người, đốt nhà, phải chịu hình phạt bắt ôm cột đồng, đốt lửa ống đồng để thiêu rụi tim, gan và chịu nhiều cực hình khác. Điện thứ 10 do Diêm Vương cai quản, ông là người làm rõ thiện ác, quyết định việc đầu thai lên thiên đàng hay bị đày đọa dưới địa ngục. Bất kể giai cấp, giới tính, những linh hồn đều được ghi vào danh sách. Nghiệp chướng của linh hồn nào quá lớn, linh hồn đó sẽ bị đày đọa, đầu thai vào nơi man dợ bẩn thỉu. Các tội nhân sau khi chịu đủ hình phạt từ thập điện sẽ bắt đầu qua quá trình chuyển kiếp. Những linh hồn này sẽ phải đi qua cầu Nại Hà. Đường đi trên cầu gọi là Hoàng Tuyền Lộ hay được biết đến với cái tên gọi khác là Suối Vàng. Chảy dưới cầu là sông Hắc Hà với đủ những kỳ yêu dị thú. Tương truyền, cầu Nại Hà có 6 loại làm từ các vật liệu như vàng, bạc, ngọc, đá, gạch, gỗ, tương ứng với lục đạo luân hồi. Cầu Nại Hà rất trơn trượt và khó đi lại, vừa hiển thị những hình ảnh lúc sống khiến tâm tư linh hồn bị chao đảo, lưu luyến và rối loạn. Nếu không giữ vững được phần hồn, linh hồn sẽ bị ngã xuống sông, bị quái thú ăn thịt và lại bắt đầu hành trình từ đầu cầu. Cây cầu này chính là nơi xuất hiện của những quỷ đói, thứ quấy nhiễu dương gian trong dịp rằm tháng 7. Vì tâm trí vẫn còn lưu luyến nên linh hồn không muốn bước qua cầu để bắt đầu quá trình đầu thai, cứ lang thang vất vưởng trong cõi vô minh. Những ngạ quỷ này chờ ngày tháng 7 âm lịch khi quỷ môn quan mở cửa để tràn lên dương thế xin ăn từ chúng sinh. Bồ Tát Địa Đạng và Quan Âm Bồ Tát sẽ là những người giúp đỡ những linh hồn này từ bỏ chấp nhận đi thẳng một lối để đầu thai chuyển kiếp. Khi đã được khai sáng bằng giáo lý, những linh hồn này sẽ bước đến cuối cầu, nơi có Tam Sinh Thạch đang chờ đợi. Tam Sinh Thạch có ghi chép lại kiếp trước, kiếp này và kiếp sau của linh hồn. Đó như một cuốn sổ luận tội ghi lại những mối oan nghiệt từ kiếp trước vắt sang kiếp này và sang cả kiếp sau để trả hết những nghiệt duyên đó. Những linh hồn tự nhìn lại việc mình làm mà chấp nhận lãnh nghiệp vào kiếp sau. Đi qua Tam Sinh Thạch, linh hồn sẽ gặp Vọng Hương Đài. Họ được nhìn về nhân thế một lần cuối trước khi uống thứ canh mạnh bà để quên hết đi mọi việc kiếp này và bắt đầu cuộc sống từ kiếp sau. Uống xong canh mạnh bà, linh hồn lúc này sẽ bước vào quá trình chuyển tiếp và không còn quyền quản lý của địa phủ. Công việc đầu thai được giao cho Nhị Hoa Bà và Kim Hoa Thánh Mẫu. Tất cả đều do nghiệp lực quy từ địa phủ để định đoạt linh hồn đó kiếp sau sẽ trở thành người hay thành vật. Địa ngục trong tất cả những nền văn hóa đều có một định hình chung về sự kinh dị và những màn tra tấn cho những tội lỗi mà linh hồn đã tạo nên trên dương gian. Nó được sáng tạo ra để khuyên răn thiện ác, để người đời lấy thế mà kiêng dè hướng thiện. Nó được thể hiện trong đạo lý ở hiền gặp lành. Cảnh giới địa ngục, dù có thật hay không, vẫn là thứ để nhắc nhở con người hướng thiện, để tự cứu mình thoát khỏi những khổ đau và được giải thoát trong an lạc.